Xin chào mọi người đến cái kênh tô màu của mình. Ngày mai chúng ta sẽ tô màu trên ông già Noel này nhá. Cái chỗ đầu nhá. Mình sẽ dùng màu da tô màu già Noel chứ. Dùng màu nâu cho xe nhá. Tham gia của tôi mấy chữ tuần độc nhé. Xinh lắm, cực kỳ thơm. Xinh xương, cực kỳ thơm. Vậy là mình đã tô màu xong bức tranh này rồi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video tô màu này của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tô màu tiếp theo nha.